giờ chuyển sang đánh con ấy nha. Bây giờ chuyển sang đánh con bò. Con bò thì phải đem một cái lưỡi hái này, một cái kiếm đam này, với lại một cái cuốn sách, ha, sách bạch tuộc. Sách bạch tuộc có ngon, đánh bò ngon. Sách bạch tuộc ha, bò ngon. Rồi xong, giờ vô đánh bò thôi ha, bình thường. Vô giờ đầu tiên là bật cái này lên. Đánh bò thì có nhiều cách, nhưng mà cách này là cách thấy ổn nhất. Thấy bình thường lên nó đã 2.000 rồi. Không, bình thường lên là đã 2.000 rồi. Giờ đánh rất là khỏe luôn, nó rất là nhẹ nhàng, thấy không? Thường thì mình đánh con bọ mình đánh bằng kiếm khách á, kiếm khách nó đam nó cao hơn, cảm thấy nó đánh nhanh hơn là con này. Không, vừa lên thấy là phá giáp luôn, khỏe lắm. Cày lên cho có thêm đam xíu. Đánh con bọ thì đánh bằng rau bạch tuộc là ổn nhất. Không, với đánh bằng con người thiết kế là ổn nhất, có diện biến xe luôn. Không, con người thiết kế có diện biến xe luôn, mà nó thì không cần đâu, không cần biến xe đâu. Tại vì là cái bộ quần áo dương hồi máu rồi, không có bị hết máu. Phun thì cứ phun thôi. Đó, bây giờ là nó lên lên ấy nè, lên giáp thì phá giáp thôi, phá giáp xong hút máu nữa là xong, đơn giản không? Giờ biến hình bắn luôn cho tiện. Rồi không được gì hết.